Hậu vệ Aaron Wan-Bissaka của Manchester United đã rút khỏi tuyển Anh và trở về Manchester vào ngày hôm nay dựa dính chấn thương lưng, với việc Trent Alexander-Arnold và Kieran Trippier đã được huấn luyện viên Gareth Southgate điền tên vào danh sách 24 cầu thủ. Tuyển Anh sẽ không có sự thay thế nào cho trường hợp này. Hiện vẫn chưa rõ tình hình cụ thể của Wan-Bissaka. Tuy nhiên, đây vẫn là vấn đề đau đầu với huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer khi Quỷ Đỏ đang phải chịu một số tổn thất về mặt nhân sự. Theo lịch, Manchester United sẽ có màn tiếp đón Leicester City trên sân nhà Old Trafford tại vòng 5 giải ngoại hạng. Maurizio Sarri vừa chốt danh sách dự vòng bảng Champions League 2019-2020 của Juventus. Những cái tên vắng mặt đáng chú ý là Mario Mandzukic, Emre Can và thủ quân Giorgio Chiellini vì chấn thương dài hạn. Tại Champions League năm nay, Juventus nằm ở bảng D, nơi có sự hiện diện của Atletico Madrid, Bayer Leverkusen và Lokomotiv Moscow. Nhà đương kim vô địch Serie A sẽ bắt đầu chiến dịch chinh phục chiếc vô địch danh giá nhất châu Âu và trận đấu với Atletico Madrid ở sân Wanda Metropolitano vào ngày 19 tháng 9. Với mục tiêu bảo vệ chức vô địch Thổ Nhĩ Kỳ và vượt qua vòng bảng Champions League, Galatasaray đã tăng cường lực lượng khá đậm rộ trong kỳ chuyển nhượng hè 2019. Điều đáng ngạc nhiên là họ chỉ chi đúng 5 triệu euro nhưng đã đón về đến 12 cầu thủ, trong đó 11 cầu thủ chuyển đến Galatasaray theo dạng hợp đồng cho mượn và theo dạng chuyển nhượng tự do. Ba bản hợp đồng đáng chú ý nhất của đội bóng thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua là Radamel Falcao, Ryan Babel và Steven Nzonzi. Falcao và Babel gia nhập đội bóng theo dạng chuyển nhượng tự do, còn Steven Nzonzi đến theo dạng cho mượn từ Roma. Jadon Sancho để ngỏ khả năng trở lại nước Anh chơi bóng trong tương lai gần. Theo nhiều nguồn tin uy tín tại Anh, Jadon Sancho đang nằm trong tầm ngắm của Manchester United. Huấn luyện viên Solskjaer đang có kế hoạch xây dựng một đội hình trẻ khỏe và giàu sức chiến đấu. Quỷ Đỏ có thể sẽ đưa ra những lời đề nghị chính thức cho Dortmund trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng và hè năm sau. Giám đốc điều hành câu lạc bộ Dortmund Hans-Joachim Watzke cũng thừa nhận khả năng chia tay Sancho trong tương lai. Với tài năng của thần đồng nước Anh, Dortmund sẽ phải đánh giá lại tình hình qua mỗi kỳ chuyển nhượng. Hiện Jadon Sancho đang tập trung cùng đội tuyển Anh để chuẩn bị cho hai trận đấu với Bulgaria và Kosovo tại vòng loại Euro 2020. Huyền thoại David Beckham cho biết, được dẫn dắt đội tuyển Anh là điều tuyệt vời nhưng anh không biết mình đến khi nào mới có cơ hội. Dẫn dắt tuyển Anh là một trong những công việc đáng mơ ước. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Gareth Southgate đang làm được những điều phi thường nhất cho chúng tôi. Các cổ động viên, trong đó bao gồm cả tôi, đều đang tận hưởng điều đó. Beckham chia sẻ trên tạp chí QG. Dưới thời huấn luyện viên Gareth Southgate, tuyển Anh đã lọt vào trận bán kết World Cup 2018. Sau đó, ông tiếp tục được tạm sư cả nước thứ ba tại UEFA Nations League. Ngay sau khi ký hợp đồng với Heerenveen, Văn Hậu đã gấp rút chuẩn bị hành lý bay về Thái Lan để hội quân cùng các đồng đội. Cầu thủ này sẽ có buổi tập duy nhất vào ngày hôm nay 4 tháng 9 trước khi bước vào trận đấu với Thái Lan. Như vậy, tính đến thời điểm này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có đủ quân số 24 cầu thủ. Ngày mai, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ phải chốt danh sách 23 cầu thủ cho trận đấu diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 5 tháng 9.